Xin chào toàn thể anh em đam mê âm thanh đã cùng quay trở lại với cửa hàng âm thanh của Hát Kinh Ngập Audio. Thì cái thời gian vừa qua em mang đến cho anh em những dòng phụ kiện audio để cho anh em những cái loại phụ kiện nó tốt và hợp lý để anh em chơi. Ví dụ như các loại dây loa, dây AV, dây tín hiệu quang nhá. Thì em cũng không quên cái những cái con loa chép. Thì ngày hôm nay đặc biệt em làm một video để giới thiệu đến anh em lại những cái dòng chép mà em có, cũng như là những cái dòng chép mình chọn sao để cho phù hợp với cái dàn của mình và cái đôi tai của mình. Đấy, thì như anh em thấy thì trước đây thì có rất nhiều các loại loa khác nhau với các loại màng khác nhau, như là đom lụa này, màng giấy này, màng titan này, màng tên lửa này. Đấy, và đặc biệt là dòng từ leo nhá. Dòng từ leo củ bé của Piuler. Hoàn toàn đây là em hoàn toàn là các cái củ chép của Piuler nha anh em nhé. Được em nhập khẩu về và để lại cho anh em chơi cho nó chất lượng. Thì như em ví dụ anh em cần một đôi loa bổ sung, anh em nào chuyên về cái mảng nghe nhạc đấy, cần một đôi loa bổ sung nghe là muốn nó tiếng nó ấm, nó thánh thoát và nó mịn tai, thì anh em lên chọn một con màng đom lụa đặc biệt. Đây là màng đom lụa của Piuler nhé, độc quyền của Piuler mới có loại đom lụa như thế này, được chưa? Đấy. Thì tại sao nó độc quyền? Bởi vì cái chất lượng lụa ở trên cái màng đom kia do Piuler trực tiếp sản xuất theo công nghệ đấy, của Piuler, không qua một công ty nào khác hết. Đấy. Còn ngoài ra có những màng như là màng giấy này. Đấy, nghe cũng rất là tốt. Và đây là một con củ từ leo của Piuler. Đấy, cực kỳ đẳng cấp. Đấy. Con này thì anh em có thể thấy là củ rất bé. Đấy. Vì sao gọi là từ leo? Nó rất bé, anh em có thể hiểu như thế. Củ nó bé. Đấy. Nhưng mà chất lượng thì không hề nhỏ. Đấy. Thì ngoài ra nếu anh em cần bổ sung vào một dàn karaoke, được chưa? Một bộ dàn karaoke, hoặc là anh em cần những con chép có cái tiếng nó sáng hơn đấy, nó gọi là led hơn đấy, thì anh em sử dụng những cái con màng kiểu dạng đầu tên lửa như thế này. Đây là con P8802 nhá, P8802 đầu tên lửa đấy. Và ngoài ra còn con P8804 đấy. P8804 thì nhiều anh em đã biết con này rồi đấy. Con này cực kỳ là thuyết phục anh em trong giới chơi âm thanh. Đấy, đã được rất là nhiều anh em tin dùng. Đấy, thì rất nhiều anh em đã biết đến con 8804 này rồi của Piuler. Đấy. Ngoài ra còn có một số loại chép khác như là siêu chép nhá. Con này là siêu chép Piuler nhá. Đầu của tên lửa. Đây là em còn đang làm dở nhá. Em đang đấu vào phân tần và phải quay luôn cho anh em xem. Con này là 103S anh em nhá. Đấy, 103S của Piuler. Đấy, mặt đầu tên lửa nhá. Titan anh em nhìn thấy là. Và nhiều anh em hỏi em là cái phần mặt loa này nó được làm từ gì? Vâng, và nó được làm từ gang anh em nhé. Từ gang nên rất là ok, tiếng rất là lạnh luôn, nên anh em hoàn toàn yên tâm. Và đây là một con dòng khác cao cấp hơn. Đấy, cũng là siêu chép nhưng mà nó được cao cấp hơn. Đấy, anh em có thể nhìn thấy từ cái lõi bên trong, từ đầu lõi bên trong đấy, cho đến cái mặt ngoài rất là tinh tế để mà nguyên nhìn về bề ngoài. Còn anh em, nhiều anh em hỏi sao em không test loa hay test loa nhiều để cho anh em nghe, thì em phải nói thật là khi em test loa, các cái tiếng âm thanh nó đi qua các cái điện thoại hoặc qua các cái camera thì nó sẽ không ra được hết. Đấy. Bởi vì sao? Bởi vì những con siêu chép như này nó đánh được các cái giải cao, mà khi qua cái loa điện thoại hoặc là loa camera nó sẽ không thu được hết các cái giải cao đó. Đấy. Thế nên anh em không thể nào mà nhận biết hết được. Đấy. Thế nên là em quay để mà test loa thì cũng không tác dụng gì. Đấy. Phải nói là thế nên em mới dành ra một cái phần ở bên phía dưới phần mô tả là anh em có thể dùng thử trong vòng 5 ngày, cảm thấy không hợp với bộ dàn có thể đổi trả hoàn lại tiền hoặc có thể là đổi một đôi chép mới. Đấy. Trong vòng 5 ngày anh em nhé. Đấy.
Thế nên là em làm trên sức uy tín, em yên tâm. Đấy, đã đến với em là luôn luôn yên tâm. Em bảo hành 12 tháng cho toàn bộ các cái loại điện tử như loa. Đấy, như anh em thấy thì khi anh em chơi một dàn cao kê thì không thể bỏ qua những con siêu chép như này được. Đấy, những con siêu chép này nó đánh được các cái giải cao, tần số cao. Đấy, anh em hát cao kê cực kỳ yên tâm, không sợ cháy nhá, không hề sợ cháy. Thì em sẽ đấu phân tần. Đấy, lắp mạch phân tần để tăng độ chi tiết như là phân giải nó đảm bảo hơn. Đấy, và lắp chân cốc để anh em bổ sung vào dàn, hoặc anh em có thể là mua về thay thế vào các con chép ở trong loa của mình bị cháy nhé, hoàn toàn yên tâm. Đấy, với các nhiều loại màng mẫu mã khác nhau. Và ngoài ra nếu mà anh em bổ sung ở bên ngoài thì có thể cần đến sự thẩm mỹ, thì em có những cái mẫu vỏ như kiểu vỏ tam giác, anh em có thể nhìn thấy ở đây. Đấy, vỏ tam giác mặt Elway hãng công ty em, hoặc có thể là mặt Gemma như thế này. Đấy, nhìn rất là mượt mà, anh em thấy với nhiều mẫu vỏ khác nhau, anh em có thể là chọn lựa cho mình những mẫu vỏ đẹp. Đây, đấy, mẫu vỏ rất là đẹp. Đấy, em đã lắp sẵn vào cho anh em, chỉ việc về đấu vào loa hoặc là sau âm ly là chơi, rất dễ phối ghép anh em nhé. Đấy, ở đây thì có những cái mẫu em lắp vỏ trụ tròn. Đấy, lắp vỏ trục tròn đều con 8802 này, em đang lắp vỏ trục tròn rất là đẹp. Đấy, con đều con P03. Đấy, P03 màng đom lụa, lắp vỏ trục tròn cũng rất là đẹp, hoặc là vỏ tre anh em nhé. Đấy, rất là có tính thẩm mỹ. Còn về cái chất âm thì anh em hoàn toàn yên tâm khi mua hàng ở chỗ em. Đấy, con nào anh em cứ gọi điện đến, con nào nghe anh em chuyên để nghe. Đấy, thì anh em sử dụng những con màng giấy hoặc là màng hoặc là những con từ leo như này thì rất là đảm bảo. Đấy, thì bây giờ em xin được phép báo giá lần lượt chi tiết từng con một để cho anh em nắm rõ. Đấy, để sắm cho cái bộ dàn của mình nó được yên tâm hơn. Thì đầu tiên em xin giới thiệu đây là mẫu P03 màng đom lụa của Peeler. Đấy, củ rời của nó em đang để với giá là 450.000 trên một đôi nhá, củ rời. Lắp phân tần trên sắt là 630.000 nhá, 630.000 một đôi. Đấy, và đây là một con P03S củ từ kép anh em nhé, thì giá nó sẽ nhỉnh hơn P03 thường là 30.000. Đấy, P03 thường nó sẽ rơi vào 450, thì P03S thì nó rơi vào 480 anh em nhé. Đấy, đây thì là một con màng giấy. Đấy, một con màng giấy của Peeler. Đấy, P9TW nhá, mã nó là P9TW. Đấy, có thể làm thay thế hoặc là anh em bổ sung, rất là nghe rất là thích. Con này là em đang để với giá là 500.000 nhá, 500.000 một đôi củ rời. Và lắp phân tần này thì là nó là 730.000 anh em nhá, 730.000. Đấy, 730.000. Và anh em có thể thấy ngoài những con như thế ra, em còn có những con dành cho anh em bổ sung cho những dàn karaoke nghe rất là tốt. Đấy, đây là một con P8802, 450.000 một cặp củ rời anh em nhé, 450.000 một cặp củ rời. Và lắp phân tần như thế này là 630.000 anh em nhé, 630.000 lắp phân tần trên cốc. Đấy, ngoài ra anh em có thể chọn các mẫu vỏ khác, em sẽ tư vấn chi tiết sau. Còn đây là mẫu 8804. Đấy, 8804 thì 550.000 một cặp củ rời và lắp phân tần như thế này là 730.000, 730.000 trên sắt phân tần anh em nhé. Về những cái con ở phân khúc cao hơn thì anh em có những cái con như kiểu 103S như thế này. Đấy. Đấy, lắp phân tần trên sắt là 1.250.000 một đôi. Đấy, hoàn toàn yên tâm, không lo bị cháy chép anh em nhé, hát karaoke thoải mái. Đấy, con này thì là phân ở cái phân khúc là 1.450.000 anh em nhé, 1.450.000 chân sắt phân tần một đôi nha anh em nhé, rất là đảm bảo anh em hát thì cực kỳ ngon luôn. Đấy, hoặc là dành cho những anh em nào có đôi tai thích những cái tiếng chép nó led và nó sáng. Đấy, ngoài ra còn có một mẫu chép để cho anh em chơi chuyên nghe âm thanh, chuyên nghe những dòng nhạc bolero. Đấy, những dòng nhạc cổ, anh em nghe những con củ từ leo của Peeler này
Đấy, thì cực tốt. Con này có mã là 377S của Puler nhá. Đấy, 377S. Đấy, đít nó đây, cực đẹp luôn. Đấy. Con này dành cho anh em nào thích nghe nhạc vàng, nhạc bolero. Đấy, những cái dòng nhạc xưa nhá. Con này em đang để với giá là 1.650.000. Đấy, lắp chân phân chân sắt và phân tần anh em nhá. 1.650.000. Ngoài ra, đây là các cái mẫu vỏ của nó. Đây là em đang lắp một đôi 8804, à nhầm 8802 nhá. Đây là em lắp cái con này. Đây, em lắp con 8802 này vào cái vỏ tam giác. Thì con này em đang để với giá là 1.100.000 anh em nhá. 1.100.000. Đấy, chưa bao ship nhá. 1.100.000 chưa bao ship. Ngoài ra anh em có thể lắp một số con khác như là màng giấy, màng đom lụa hoặc là con 8804 này vào các cái vỏ hộp khác nhau. Đấy, thì anh em gọi điện để liên hệ với em sẽ tư vấn chi tiết hơn về các cái loại loa sao cho nó phù hợp với dàn của gia đình mình và cái chất lượng âm thanh mà mình cần nhá. Và anh em có thể là gọi cho em qua số điện thoại 0963411622 hoặc có thể là đó cũng là số Zalo của em. Anh em có thể kết bạn giao lưu, anh em mình trao đổi chia sẻ về những cái loại loa hợp với cả dàn âm thanh của anh em mình. Đấy, và video em xin phép kết thúc tại đây. Thì anh em nào cần thì cứ liên hệ em. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh. Xin chào toàn thể mọi người.